nhiếp ảnh gia hỏi Triệu Lệ Dĩnh, ai đã cắt tóc kiểu công chúa cho cô vậy? Đối với một cô gái, kiểu tóc cũng quan trọng như quần áo. Một kiểu tóc đẹp có thể đạt được hiệu ứng phóng đại hơn so với phẫu thuật thẩm mỹ. Tất nhiên, tiền đề là bạn có thể chọn kiểu tóc phù hợp. Làm thế nào để có thể chọn được kiểu tóc phù hợp với mình? Chỉ bằng cách thử nghiệm liên tục, bạn mới có thể tìm ra kiểu tóc phù hợp với mình nhất. Triệu Lệ Dĩnh cũng đã thử cách này rất lâu. Cuối cùng, cô cũng đã tìm được kiểu tóc phù hợp với chính mình. Đó là cắt tóc kiểu công chúa. Hình ảnh cắt tóc công chúa của Triệu Lệ Dĩnh rất đẹp và đặc biệt. Khuôn mặt tròn của cô vốn dĩ rất trẻ trung và ngọt ngào, nhưng với kiểu tóc này, cô trông có gì đó rất dễ thương ở tuổi 35. Kiểu tóc này rất hợp với kiểu trang điểm đậm. Đương nhiên, Triệu Lệ Dĩnh biết điều đó. Tuy nhiên, điều mà cô ấy không biết là sau khi trang điểm đậm, cô ấy khác hẳn những người khác. Và những người không biết đều nghĩ rằng cô ấy là một cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh hay đã từng nhìn thấy rất nhiều công chúa trên TV. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ giống công chúa đến thế. Nếu cô ấy thực sự là công chúa, không biết sẽ có bao nhiêu hoàng tử quyến rũ cúi đầu dưới làn váy hạt lựu của cô. Cô nàng có lẽ sẽ hối hận đến chết đi được. Nói thật, sao nữ nào mà chả suốt ngày không thay đổi phong cách? Trên thực tế, phong cách trước đây của Triệu Lệ Dĩnh tương đối cố định, đa số đều cho người ta thấy hình ảnh thuần khiết và thoáng chút thần tiên. Đó là gần đây, không biết vì lý do gì, phong cách của cô ấy đột nhiên thay đổi trở lại, thực sự tỏa sáng. Phong cách của Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi, ai là người cảm thấy trực quan mạnh mẽ nhất? Tất nhiên, đó là nhiếp ảnh gia chụp ảnh của cô ấy. Ban đầu, nhiếp ảnh gia định sáng tác một bài thơ cho công chúa của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng tài năng có hạn nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến và nói những điều hay ho. Nhiếp ảnh gia hỏi Triệu Lệ Dĩnh, ai đã cắt kiểu tóc công chúa cho cô vậy? Triệu Lệ Dĩnh cười nói, tôi muốn nói là tôi tự cắt, anh có tin không? Tôi đoán anh không tin. Nhiếp ảnh gia cười, ta tin, nhưng chỉ cần ngươi có thể giúp bạn gái của ta cắt tóc giống hệt của ngươi, để ta có một cô bạn gái công chúa và chí ít ta cũng là hoàng tử. Nghĩ đến đây thôi cũng thấy vui rồi. Triệu Lệ Dĩnh cười nói, chuyện này tôi không giúp gì cho anh được. Nếu anh muốn cắt thì tôi khuyên anh nên làm trong lúc bạn gái anh đang ngủ. Có thể anh sẽ bị đánh nếu anh không cắt tốt. Phụ nữ sau khi ly hôn có một quy luật bất thành văn, đó là càng phải ăn mặc đẹp, thậm chí còn hơn cả những cô gái chưa từng yêu. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn, cô ấy cũng đang phát triển theo xu hướng này. Nhưng những thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh có chút khác biệt so với những người khác, một chút theo hướng của một cô gái nổi loạn, một chút theo hướng của một cô gái hoạt hình. Tóm lại, cô ấy so với trước đây trông khá hơn rất nhiều, trông cô ấy đẹp, thật là một hiện tượng kỳ lạ. Không ngờ, một cô gái ngọt ngào và đáng yêu như Triệu Lệ Dĩnh lại trông hợp với kiểu tóc mái bằng công chúa, hơi giống một cô gái trong anime, và cô ấy ngay lập tức trở lại tuổi 18. Bạn có nghĩ như vậy không?